Mến chào quý khách đã quay trở lại vườn mai Như Huỳnh. Và hôm nay vườn mai Như Huỳnh giới thiệu cho cả nhà mình lô mai Thủ Đức ba mùa rưỡi cả nhà ơi. Đây đế rất là đẹp luôn, và đặc biệt vàng nụ ha. Đó, nụ rất là ưng luôn nha cả nhà ơi. Coi nè, làm nụ chơi tớ rất là đẹp luôn. Rồi cây, lấy xuống bớt anh chị. Cây á là tàn tròn ủm luôn cả nhà ơi. Đây ha. Đó, đế rất là quái nha, tàn rất là đẹp luôn. Nụ niết nè cả nhà, nhìn mê ly luôn nha. Rồi cây cao trung bình từ 45 cho đến 55 cm cả nhà ơi. Đó, đế nè, gốc thì bự hơn ngón cái em nè ha. Rồi ngón cái rồi ngón tỏ rất là nhiều. Hoành cỡ là hoành 6-7 á cả nhà. Hoành 6-7 là nhiều luôn á. Rồi. Quá đẹp cả nhà ơi. Hàng này 3 mùa rưỡi nha. 3 mùa rưỡi ha, củ đế nè. Rồi ôi coi nè cả nhà. Đó, đã lắm. Rồi, cây như thế này ha. Ồ, lấy cây này xuống đi, cây này đẹp quá. Lấy bớt xuống em ơi. Đây, cả nhà coi nè, cái tàn nè. Đó, rất là dữ ha. Ôi, cái nút nụ nè. Rồi, cây này. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Đó, tàn thông luôn. Ồ, coi nè, cái gốc nè cả nhà, còn cờn luôn. Rồi, cây này là 230.000 một cây, 4 cây quỳnh bao phí và 10 cây á, là em tặng cho cả nhà mình một cây nha. Đó, nhìn mê ly luôn nè. Đó. Rồi đây chính là dòng mai dạo Thủ Đức, dòng mai chơi Tết mà mọi người hay thấy ở trên chợ nhiều á. Là cái loại này á, là dễ nở nè, hoa 8 đến 12 cánh ha. Và rất là đạt luôn nha. Rồi, trời ơi cái bộ đế nè cả nhà. Khiếp cái đế luôn nha. Qua wow, đây có đó, so 3 vòng mà giống như đó, rất là bự luôn. Rồi, lô này quá đẹp cả nhà ơi. Rồi 230 một cây luôn, thuần chậu luôn nha cả nhà. Hàng này thuần chậu nè, khi ship đi là em bỏ chậu nha, ra rễ cám rất là nhiều. Này khi đi mà em ship em sẽ bỏ chậu ha cả nhà ha. Đó nè. Gốc nè, cốt nè, đế nè. Ủa nùi bự chảng luôn. Rồi, 230.000 một cây, 4 cây huỳnh bao phí và 10 cây em tặng một. Trời ơi, đã ghê nè cả nhà. Ồ, đế nó cuồn cuộn luôn nha, tàn đẹp, đế đẹp, nút nụ nè mọi người, nhìn thấy nút nụ không? Đó, rất là im luôn nha, nút nụ dữ luôn. Rồi chỉ có 230.000 một cây luôn, 4 cây quỳnh bao phí và 10 cây em tặng một. Đã lắm cả nhà ơi. Lô này được chỉnh sửa cái tàn rất là tuyệt vời luôn nè. Đây nè cả nhà, tròn ủm luôn ha. Rồi, mọi người sưu tầm về chơi Tết cả nhà ơi. Xuất sắc, quá đẹp luôn. Cây này là chiều cao hơn 50 rồi nè. Ồ cái đế nè quý khách ơi, coi nè. Đế rất là dữ luôn nha. Thường thường á em đo là hay là hoành 6, hoành 7, hoành 8 á cả nhà. Đó. Trời ơi cái vàng nụ nè. Hàng này là 3 mùa rưỡi nha cả nhà, liền cốt 100% luôn. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi, cái lô này phải nói là cực kỳ đã luôn. Rồi quý khách thích thì alo cho em nha. À, ngoài ra thì Quỳnh còn có lô mai dảo siêu nụ nè cả nhà ơi, đã lắm. Lô mai dảo siêu nụ này là nụ, trời ơi nụ phải nói là dữ dằn luôn á quý khách. Đây, thì cái lô mai dảo siêu nụ này nè, đế đẹp nha, cao trung bình từ 40 đến 55 cm. Hàng này 2 mùa rưỡi đồng 3 mùa luôn cả nhà. Rồi cây này là 175.000 một cây ha. Và 4 cây thì em huỳnh bao phí, 10 em tặng một luôn. Hàng siêu nụ này mê lắm, cả nhà lấy 1 cặp là 400 em bao phí ha. Em cho cả nhà mình xem cái vàng nụ của nó nè. Đã luôn á cả nhà. Đây, rất là dữ nha, nụ rất là dữ luôn, dữ dằn luôn cả nha. Ngoài ra thì em có cái lô Hữu Đức nè cả nhà. Lô Hữu Đức này là 5 mùa, cốt nó cũng bự chảng luôn nha, cốt cành cứng khẹt cáp bự chảng luôn. Đó, có cái đế nè cả nhà. Hoành này là khoảng hoành 8, 9, 10 cả nhà. Đây, rất là dữ ha. Và cái cốt giữa ở trên này là nó, cái cốt ở trên giữa với gần ở trên á cả nhà, nó khoảng là 5-6 ha. Vàng nụ nè, cây nè tàn tròn luôn. Hàng này là 470.000 một cây ha. Và 4 cây, 2 cây thì em bao phí. Rồi ngoài ra thì mình còn dảo nhung nè cả nhà. Rồi đại lộc nè ha. Rất là nhiều loại nữa cả nhà ơi. Rồi thọ hương nữa. Em có thọ hương nữa nè. Thọ hương này á cả nhà, mini để bàn thôi mà coi nè, quá nụ luôn. Đây nó đang làm nụ quá trời luôn nè. Cái này thì cao khoảng cỡ 5-60 cm ha. Đế đẹp, gà gốc với bo nè, bự chảng xem nhau luôn. Hàng này thì 250 một cặp bao phí luôn. Rồi bên này thì em có lô mai quắn đã lắm cả nhà.
Lô mai quắn này á, là thân trụ của nó bây giờ rất là khỏe luôn nha, cao khoảng 4-50 cm luôn. Thì hàng này á, là 250 một cặp là em bao phí, có một cặp là em bao phí vận chuyển nha cả nhà đó. Rồi có ôm nút nụ cho mình chơi tết luôn nha, có ôm nút nụ luôn cả nhà. Đây là hàng mai quắn. Đây này, hùm lùm hết trơn luôn rồi, sắn rất là nhiều. Vừa lấy bo và vừa có thể là tạo thác đổ kiểu ha. 250 một cặp. Rồi. Bên này cả nhà ơi, em có cái hàng họ hương cao hơn, bự hơn tí ha, tàn âm tùm hơn. Đó là họ hương 3 mùa nè. Đây, họ hương 3 mùa. Thì cái loại này là đế cũng rất là đẹp nha. Đế đủ kiểu nè. Góc thì cỡ xem mấy ngón tay em ha. Rồi, đây. Nụ niết nè. Có làm nụ cho mình chơi tết luôn ha cả nhà. Rồi cây này 200 ngàn một cây nha. 4 cây thì em Huỳnh bao phí và 10 cây em tặng một đó cả nhà, thấy đang nụ không? Đó, nụ nó cũng rất là dữ ha. Rồi em Huỳnh xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.